VinElife Fund, VN Index đã xác lập đáy ở vùng 666 điểm và sẽ tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Vin cho biết không đầu tư để có lợi nhuận 20% trong thời gian ngắn, thay vào đó quỹ nhắm tới mục tiêu các cổ phiếu có mức tăng trưởng tối thiểu 100% trong vài năm tới. Theo báo cáo mới được công bố, VinElife Fund đã có những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. VN Index đã tạo đáy ở vùng 666 điểm và sẽ tăng tốt trong nửa cuối năm. VinElife Fund dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam ở mức 3% và sẽ tăng tốc trong năm tới, ước tính đạt 7% trong năm 2021. Về diễn biến thị trường chứng khoán, chỉ số VN Index hiện đang ở mức thấp hơn 36% so với đỉnh 2 năm trước. Tính từ đầu năm tới nay, VN Index ghi nhận mức giảm 18,8%. Khối ngoại cũng bán dòng kỷ lục 564 triệu đô la Mỹ. Trước đó trong giai đoạn từ đầu năm tới 20/2, khối ngoại vẫn mua dòng 84 triệu đô la Mỹ nhưng kể từ đó họ đã quay đầu bán dòng mạnh mẽ với 648 triệu đô la Mỹ. Việc thị trường giảm sâu trong thời gian qua cũng kích hoạt làn sóng đăng ký mua cổ phiếu quỹ của nhiều công ty. VinElife Fund không tin sự hoảng loạn, bán tháo sẽ trở lại với thị trường chứng khoán, nhưng cho rằng triển vọng thị trường những năm tới sẽ phân hóa, tùy thuộc vào bối cảnh kinh tế mỗi quốc gia. Trong những tháng cuối năm 2020 cũng như vài năm tới, chúng ta sẽ thấy sự phân hóa giữa thị trường chứng khoán các quốc gia thay vì đồng loạt giảm sâu như tháng 3 vừa qua, báo cáo cho biết. Đối với Việt Nam, VinElife Fund tin rằng đáy đã được thiết lập ở mức 666 điểm trong tháng 3 và thị trường sẽ còn tăng tốt hơn trong giai đoạn cuối năm so với mức 770 điểm hiện nay. Cơ cấu danh mục, kỳ vọng cổ phiếu tăng tối thiểu 100% trong vài năm tới. Trong những tháng đầu năm, VinElife Fund đã thực hiện phân bổ lại danh mục đầu tư với ý tưởng, cổ phiếu nào mang lại tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong 1 đến 2 năm sẽ là mục tiêu. Theo đó, VinElife đã thu được lợi nhuận đáng kể từ việc bán MVKG vào cuối năm 2019 và tháng 3 năm 2020. Sau các giao dịch này, tỷ trọng MVKG chỉ còn 6% trong danh mục quỹ, trước đây nắm 18%. Ngoài MVKG, VinElife đã bán một số khoản đầu tư nhỏ hơn và tập trung vào danh mục cô đọng hơn. Vào tháng 1, Vin đã mua vào và nắm giữ tỷ trọng lớn CTG. Hiện tại, ngân hàng là khoản đầu tư lớn với tỷ trọng 8% trong danh mục quỹ. Cổ phiếu trong lĩnh vực hàng không giảm mạnh hơn thị trường trong nhịp bán tháo gần đây. VinElife đã chọn hai cổ phiếu để đầu tư trước khi nó chạm đáy và cả hai đã được mua trong các nhịp bán tháo vào tháng 3. Tỷ trọng ngành hàng không của Vin hiện là 8% với 5% ACV và 3% SCS. Công ty lớn trong ngành điện là BOV kép cũng được đưa vào danh mục đầu tư. Sản lượng điện của BOV kép chiếm khoảng 10% tổng nhu cầu tại Việt Nam. Tỷ trọng BOV kép trong danh mục quỹ hiện là 4%. Cổ phiếu BOV kép được giao dịch 12 tháng trước với mức giá 16.000 đồng và Vin bắt đầu mua vào trong tháng 3 với mức giá 7.000 đồng. Hiện cổ phiếu đã tăng lên 9.000 đồng. Vin cho biết không đầu tư để có lợi nhuận 20% trong thời gian ngắn, ý nói chốt lời sớm cổ phiếu đã bắt đáy, thay vào đó quỹ nhắm tới mục tiêu các cổ phiếu có mức tăng trưởng tối thiểu 100% trong vài năm tới. Thời gian qua Vin đang phân bổ lại danh mục để tập trung vào các cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng tốt. KQKD quý 1 sẽ chứng kiến nhiều doanh nghiệp tăng trưởng thấp. Tuy vậy Vin kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh trở lại từ năm 2021 vì năm 2020 khá thấp. Các công ty cốt lõi của Vin chiếm 84% danh mục đầu tư, hiện đang giao dịch với PE dự phóng năm 2021 ở mức 6,8 lần. Vin dự báo trong 12 tháng tới danh mục này sẽ có PE từ 12 đến 14, thậm chí quỹ cho rằng mức PE đó không hề đắt khi xét đến triển vọng tăng trưởng những năm tiếp theo. Petri Derin, người đứng đầu quỹ cho biết ông đã thực hiện mua chứng chỉ quỹ VinElife Fund trong đợt phát hành tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên ông vẫn chưa mua hết phần vốn của mình và sẽ tiếp tục mua trong đợt phát hành tháng 4 tới đây. Minh Anh theo ICT Việt Nam.